Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị con MD Đền Nông DMD 1000. Thì cái đời này nó giải mã không mồi nha quý vị, đất trời không mồi. Và con này thì giải mã 24 bit. Nói chung là rất là chuẩn quý vị, chất âm qua nó rất là hay ha. Mặt phay nhôm xước, thiết kế giống trên những cái đầu những con âm ly Đền Nông thế hệ mới, thì ví dụ như những con 2000, những con sau này ha, những model 2000, 1500 đấy, thiết kế hao hao. Thì quý vị sử dụng những con âm ly đó thì vì chồng cái gác cái đầu này lên thì nó sẽ y gan cái, nó giống như cái khuôn rập như vậy, nhìn nó rất là đẹp. Con này thì nó màu mặt vàng vàng chanh thưa quý vị, rất là đẹp. Mặt phay nhôm xước nè, giống như những cái dòng cao cấp. Rồi, bây giờ em sẽ cho quay xung quanh tí xíu nữa quý vị, rồi em sẽ test cho quý vị xem. Con này thì trong tình trạng đẹp, có thể nói là trên 90% nha quý vị, tất cả là sơn zin hết. Tất cả những cái này sơn zin hết luôn nha ha. Đẹp như vậy. Và remote zin luôn ha. Đấy, rồi em quay phía sau cho quý vị xem đây. Đây quý vị, rất đẹp luôn. Phía sau của em nó thì như mới nha quý vị. Đây, như mới luôn, đẹp như là khui thùng vậy ha. Công suất 18W, made in Japan, gồm hai đường quang vào, một đường quang ra, một cổ sạc và một analog. Ở dưới thì nó trắng phiếu rồi vậy ha, còn này thì nó mới như là khui thùng vậy thôi. Rất là đẹp luôn ha. Đấy, này nó có chấm phẩy tí xíu rồi ha, cái này nhỏ xíu rồi ha, lông mèo tí. Rồi em cho lay thôi, cái remote drain của nó đây ha. Nó rất là hay nha quý vị. Biết rằng anh sẽ ngày mai đến nhà mong thăm. Có remote rất là tiện lợi ha. Rồi, bấm stop lấy đĩa ra. Đấy. Rồi, và em xin báo giá con Đền Nông DMD 1000, đẹp xuất sắc như thế này, nguyên zin 100%, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng và có remote, thì với mức giá 4 triệu 8 em bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.